Chào cả nhà, chúng ta đang có mặt ở đây là sân đổ xe khu du lịch Hòn Đá Bạc, Cà Mau. Và nơi đây cũng là trung tâm chợ nông hải sản xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Ở đây thì có bán đủ các loại cá khô nha, cá biển lẫn cả về cá đồng. Ở đây vùng biển nhưng cũng là xứ sở của cá đồng Cà Mau nha. Cá chích, cá lóc tiêu đường, cá sặc rần, cá cơm. Tất cả cá khô ở đây đều phơi vừa mới khô cho nên nhìn quá là ngon luôn. Đủ các chủng loại nhìn quá đẹp rồi. Người dân ở vùng này thì đa số họ làm đến hai ba nghề song song như ruộng vườn và lẫn cả về nghề biển, cho nên đời sống của người dân cũng khá là ổn định. Các hồ này thì người dân địa phương họ chế biến theo phong cách nhỏ lẻ gia đình đó, cho nên chúng ta nhìn vừa đẹp lại là vừa ngon nha. Con đường mà mình đang đi đây là tuyến đê phòng hộ. Tuyến đê này thì kéo dài từ sông Đốc đến giáp với Kiên Giang. Sân đỗ xe thì rộng mênh mông luôn. Nhà đỗ xe thì phía tay trái của sân, và đỗ xe ở đây thì sẽ được miễn phí. Khu du lịch này là do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nhật đầu tư và xây dựng. Về hạ tầng cơ sở ở giai đoạn 1 như là cầu, đường, điện, nước, nhà nghỉ, nhà hàng. Còn hiện tại thì khách tham quan đến đây chỉ ngắm cảnh thiên nhiên chứ còn chưa có khu vui chơi giải trí nha. Từ cổng chào này mà đi ra Hòn thì khoảng chừng 1 cây số. Chúng ta có thể chọn đi xe điện hoặc lang thang lội bộ ngắm cảnh thì cũng vẫn tốt nha. Nhìn thấy bên đường này cũng có khu bảo tồn một số cây đặc hữu rừng ngập mặn Cà Mau nè cả nhà. Tất cả các loại cây ở đây đều là cây giặt dù nha. Cây giặt dù thì là một loại cây có thân gỗ sử dụng là tốt nhất trong các loại cây rừng ngập mặn Cà Mau nha cả nhà. Khu này cũng khoảng chừng 1 hecta quá. Vào mùa này thì gió hướng đông phức đất liền, cho nên là từ mũi Cà Mau kéo dài đến Kiên Giang tại biển sẽ không có sóng lớn, nhìn rất là bình yên. Mặt nước êm như trong sông luôn nha. Đây là bờ kè để bơm cát và đất vào trong khu lấn biển nha cả nhà. Còn riêng về chiếc cầu này thì có chiều dài khoảng chừng 400 mét nè. Mấy anh bạn này là công nhân đang thi công công trình. Mùa trước thì phức gió cho nên họ tranh thủ làm vào mùa này. Còn mùa nam tiến độ thi công thì rất là chậm. Ở Hòn Đá Bạc này thì có tổng diện tích lên đến 6,4 hecta và gồm có 3 hòn lớn nhỏ: Hòn Đá Bạc, Hòn Ông Ngộ và Hòn Chuỗi. Hòn Chuỗi thì người dân địa phương thường hay gọi là Hòn Trọc. Hòn ở đầu cầu này thì gọi là Hòn Ông Ngộ nha. Có tổng diện tích khoảng chừng 4.000 mét vuông nha. Tượng hai ông rồng này thì với tỷ lệ rất là lớn luôn nha cả nhà. Chúng ta mà xem trên Google Maps ở chế độ vệ tinh thì nhìn thấy hai ông rồng này rất là rõ luôn nha. Trong bộ tứ linh phong thủy thì rồng là sức mạnh có khả năng điều hòa nguyên khí của đất trời,
và mang lại sự may mắn cho gia chủ. Còn ở khu du lịch lịch sử tâm linh này thì ý muốn nói về con cháu Lạc Hồng, con rồng cháu tiên thì đúng nghĩa hơn. Hai ông rồng hướng về một trái châu. Trái châu cũng là biểu tượng cho sức mạnh và tài lộc. Hôm nay mình đến đây vào giờ nghỉ trưa cho nên rất là vắng khách luôn. Chúng ta còn phải đi qua một chiếc cầu nữa mới đến với Hòn Đá Bạc nha cả nhà. Khoảng cách giữa Hòn Ông Ngộ và Hòn Đá Bạc thì chắc cũng khoảng chừng 200 mét. Ở trước mặt chúng ta nhìn thấy có hòn nho nhỏ, chỉ có đá không mà không có cây, đó là hòn trọc. Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc. Với những dòng chữ trên bia đá này thì tóm tắt về lịch sử chiến thắng của quân và dân Cà Mau đã được Bộ Văn hóa công nhận khu di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 22 tháng 6 năm 2009. Và ở đây cũng là bãi đổ xe điện luôn nha cả nhà. Đi trên các con đường chúng ta sẽ bắt gặp nhiều nơi bán nước giải khát ở dưới những bóng cây ven đường như thế này nha. Ở khu du lịch này thì chỉ cho phép người dân mua bán trên lề đường che vài cây dù để che nắng che mưa, chứ còn không có cho dựng lều trại làm mất vẻ mỹ quan. Trên các con đường thì xa xa sẽ có bảng chỉ dẫn đường đi cho những du khách mới tới Hòn Đá Bạc lần đầu để dễ dàng di chuyển hơn nha. Ở vị trí này là nơi trung tâm của Hòn nha. Ở đây duy nhất chỉ có một nhà nghỉ và một nhà hàng của công ty Minh Nhật. Phòng nghỉ ở đây thì chỉ tầm 500 ngàn một phòng trên một đêm. Với giá này thì cũng chỉ ở tầm trung bình. Hiện tại thì chỉ có 3 chủ đề về di tích lịch sử được xây dựng cơ bản như khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo tàng lịch sử. Còn một số điểm về tâm linh như là giếng tiên, bàn tay tiên, tượng Phật Bà Quan Âm thì ngoài hạng mục xây dựng và vẫn giữ nguyên nét hoang sơ. Xin chào cả nhà. Chúc buổi giáo ngoại thật vui vẻ nha. Cái này khách du lịch tới dùng mấy món hải sản đặc sản của Hòn Đá Bạc nè cả nhà ơi. Quá ngon luôn. Về mặt ăn uống ở đây thì không nặng tâm lý về giá cả cho lắm nha cả nhà. Thức ăn thì rất bình dân, không có bon chen như những nơi khác. Còn con đường này thì đi lên sân tiên, tượng đài chiến thắng nha. Ngọn đồi này là cao nhất của Hòn nha cả nhà, có độ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển. Còn đây là tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc nha. Sân này trước những ngày chưa xây dựng thì được gọi là sân tiên, vì ở đây có một dấu vết in trên đá giống như một bàn chân, nên người dân địa phương thường hay gọi đây là sân tiên và bàn chân tiên. Trên thân con tàu của tượng đài thì được khắc họa những bức phù điêu với những hình tượng nói về hai lần chiến thắng của quân và dân Cà Mau trên Hòn Đá Bạc. Còn bức tượng này thì nói về các chiến sĩ biên phòng ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Tiếp tục chúng ta đi vào bên trong nhà bảo tàng lịch sử xem ngay có những gì nha.
Chúng ta nhìn qua không gian bên trong thì thấy rất đầy đủ về hình ảnh tư liệu từ thời kỳ chống Pháp cho tới chống Mỹ. Có chiếc xe của hãng Honda đời 67 còn mới quá cả nhà. Xe chuyên chở quân dụng K-27 của chuyên án CM-12. Dòng xe này thì được sản xuất cách đây khoảng gần 60 năm, còn quá đẹp cả nhà. Còn ở bên này là vũ khí, một số vũ khí tang vật thu được từ bọn gián điệp phục kích trang bị lại cho lực lượng vũ trang. Tất cả các loại súng ở đây đều là súng cạc pin nha cả nhà, cũng rất là lâu nhưng vẫn còn tốt. Còn phương tiện này là máy ghi âm nha. Loại máy này là sử dụng băng iCai và băng cassette. Chúng ta trở ra sân tiên và tiếp tục đến với bàn chân tiên xem coi bàn chân tiên như thế nào nha. À, có cây dòng đồng quá to luôn. Cây này chu vi gốc chắc cũng khoảng chừng 8 mét quá. Ở phía trước mặt của chúng ta đó là một dấu chân của tiên nữ Giáng Trần nha. Về sự tích của dấu chân này thì cũng chỉ là câu chuyện dân gian truyền miệng thôi. Trước những ngày chưa xây dựng thì ở tại đây có một khối đá rất là lớn. Khi san lấp mặt bằng xong thì hình thù của dấu chân này cũng đã bị một phần biến dạng. Còn bây giờ thì chỉ gọi là hình ảnh mô phỏng thôi. Đường lên Lăng Ông. Lâm nghiệp ở đây thì họ bảo vệ cây rừng rất là nghiêm ngặt. Hầu hết cây trên rừng này đều vẫn còn nguyên vẹn. Lăng Ông này thì được thiết kế theo phong cách của triều đình Huế vào thời nhà Lý Trần. Trông cũng rất là cổ kính luôn. Cổ xương ông Nam này to quá khủng cả nhà. Ông Nam này có chiều dài lên đến là 13 mét nha. Mình cũng mới tận mắt nhìn thấy bộ xương cá ông lớn nhất lần đầu tiên luôn. Ở đầu này là phần đuôi nha. Phần đuôi thì chỉ có xương đúc sống. Ở phần xương sườn, phần bụng thì đường kính khoảng chừng hơn 2 mét. Ông Nam này cân nặng bao nhiêu tấn thì không có nghe thông tin nào nói đến, và chỉ biết thông tin về chiều dài thôi. Này là xương hàm trên và phần đầu. Còn ở bộ phận này là xương hàm dưới. Ông Nam này được chôn để cho phân hủy phần thịt chỉ trong vòng 1 năm. Cho nên bộ phận xương còn rất là đầy đủ và chi tiết. Nha.
Con đường này thì đi xuống bàn tay tiên. Mặt biển này là hướng bắc của hòn. Dốc này có rất là nhiều đá khối chồng lên nhau, phải leo trèo rất là khó đi. Nhìn từ xa xa chúng ta cũng nhận ra được ngay có một khối đá giống như một bàn tay đang giơ thẳng lên không trung. Và đây là một hình tượng mà người dân địa phương gọi là bàn tay của tiên. Nếu chúng ta đứng từ trên cao nhìn xuống, được phản chiếu của ánh nắng mặt trời, thì nhìn thấy bàn tay nắm lại. Còn đứng ngang với khối đá này, thì nhìn thấy bàn tay đưa năm ngón thẳng lên không trung nha. Từ trên cao nhìn xuống thì nhìn bàn tay nắm lại rất là rõ cả nhà. Mình đứng ngang với khối đá thì nhìn thấy năm ngón tay giơ thẳng lên không trung rất là rõ luôn nha.